là show thời sự trong tuần của Việt Mỹ Television. Thưa quý vị, phụ trách chương trình ngày hôm nay là gồm có anh Trần Duy Biên, cứu quân nhân và Master of Art, It's all for Master. Còn chúng tôi là nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay lâu thì anh em chúng tôi phải đưa ra cái sự kiện mà có thể nói là người dân Hoa Kỳ nào cũng chú ý, đó là cái cuộc bầu cử của bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 11 này. Thưa quý vị, hôm nay theo tôi nhớ không lầm, nó vào khoảng cỡ 50 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử. Mà cái bầu cử này nó đặc biệt lắm, nó là tổng tuyển cử suffrage universel, nên cái người của đảng Dân Chủ có thể bầu được cho đảng Cộng Hòa, người đảng Cộng Hòa có thể bầu được cho đảng Dân Chủ. Nó bầu cử phổ thông tổng quát mà. Thì hôm nay thưa quý vị, có hai việc. Trong tuần qua chúng tôi theo dõi thì thấy có hai việc. Hillary một bên và ông Trump một bên bà, bên ông. Thưa quý vị, mà tuần rồi đó thì chúng tôi thấy dường như là âm suy mà dương thịnh. Là tại sao? Là tại vì bà Hillary đó, trong khi dự cái lễ thứ 15 năm của cuộc khủng bố 911 thì bà ngã bệnh. Thưa tội nghiệp, bà gần như là muốn xỉu vậy. Tùy duyên đưa bà ra ngoài, trong khi bà đi hai cái đầu gối bà đụng với nhau và một chiếc giày rớt ra. Rồi người ta phải đưa bà lên xe mà để chở về nhà đưa con gái. Thì nếu mà một cái người ứng cử viên tổng thống mà một cái tình trạng sức khỏe như vậy đó, thưa quý vị, thì có thể nói là cũng nhiều vấn đề để mà cho người ta bàn tán lắm. Còn ông Trump thì ông nói sức khỏe ông như là người, nghĩa là ông còn khỏe mạnh lắm. Ông vẫn đi đánh golf và thưa quý vị, nhưng mà ông cũng thật thà khai báo. Ông hơi dư ký, bởi vì hơi mập chút, bởi vì tỷ phú mà có lẽ ăn cũng ăn ngon, ngủ ngon lắm. À. Nhưng mà tại sao á, hai người, bà Hillary là 68 tuổi rồi, còn ông này ra cũng cỡ đó. Mà tại làm sao, thưa quý vị, tại làm sao mà khổ sở như vậy? Ông Trump đó, có thể ở cái số tiền 5-7 tỷ vốn của ổng, ổng xài suốt tới đời cháu nội ổng cũng chưa hết nữa. Nhưng mà tại sao? Cái gì? Bởi vì tổ tiên chúng ta có một câu, cái dòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Vì ứng cử tổng thống là một chức có thể nói có kiếm được, dễ kiếm tiền mà dễ kiếm quyền nhất. Đàn bà là mẫu nghi thiên hạ, còn đàn ông đó thì có thể nói là lãnh đạo quốc gia, mà quốc gia Hoa Kỳ này đã, thưa quý vị, là đệ nhất siêu cường thế giới, đệ nhất kinh tế, cho tới bây giờ chưa có nước nào mà có thể so được. Trong cái tình hình đó thì anh em chúng tôi sẽ phân tích ra bà Hillary bệnh hoạn như thế nào, sức khỏe như thế nào, ông Trump như thế nào, hai bên đụng chạm sao, và thứ nhất là báo chí nhận định như thế nào, và những cái survey của các tổ chức nhận định như thế nào. Và chúng ta nhìn những cái con số đó với tư cách là triệu chứng, với tư cách là dấu chỉ, chứ không nên coi cái đó là một cái chân lý. Bởi vì thưa quý vị, dầu báo chí hay là dầu truyền hình, dầu những cái đại học để mà tổ chức thăm dò, những tổ chức thăm dò thì họ cũng là con người. Thì trong đó thưa quý vị, bởi vì bầu cử này người ta tốn bạc vài trăm triệu là chuyện thường, nên cũng chúng ta cũng coi chừng. Có nhiều khi những cái thăm dò đó là thăm dò kêu bằng vì cái bao thơ nhiều hơn là vì cái công lý. Đó là cái bối cảnh anh em chúng tôi đưa ra để cho quý vị dễ dàng theo dõi những cái sự kiện, thông tin, nghị luận mà anh em chúng tôi ghi nhận được để trình quý vị. Anh bạn tôi là anh học về toán, thưa quý vị, thành anh kỹ lắm, anh biết. Vâng, kính thưa quý vị,
Như vừa rồi là bác Vy Anh có đề cập tới vấn đề là hiện bây giờ trong cái tình trạng là âm suy dương thịnh. Nhưng mà trước khi nói về vấn đề mà âm suy dương thịnh thì chữ 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 Hán hơi khó hiểu à, ha, vâng, thôi anh phân tích. không thì bây giờ trường hợp cái vấn đề đó thì trước khi chúng tôi nói về cái vấn đề đó thì âm suy dương thịnh thì đầu tiên đó là đầu tiên là âm thịnh dương suy. Có nghĩa rằng là cái người nữ đó thì có vẻ là mạnh hơn người nam, người ta gọi là âm thịnh dương dương suy, mà người nữ mà lại yếu đi và người nam tăng lên thì gọi là âm suy dương thịnh. Thì đầu tiên tôi xin đưa ra một cái vấn đề là tại sao đầu tiên nó là âm thịnh dương suy hay là âm thịnh dương suy như thế này. Đầu tiên khi mở trong trong một cuộc đua đó, thì người ta thấy rằng đảng Dân Chủ thì bà Hillary là một trong những nhân vật sáng giá nhất. Phải nói rằng bà ấy là người rất thông minh và là có cái bề dày của cái vấn đề kinh nghiệm của ngoại giao. Thế vì vậy mà khi mà bắt đầu cuộc đua bắt đầu thì hình như cái có mỗi mình bà ấy là người xuất hiện. Chứ về sau này người ta tìm thấy lại có một cái ông lão già là ông Sanders đó. Ông ấy cũng giơ tay ra thì tôi buồn cười chứ mà ông này lẩm cẩm thế này, này mang cái xã hội chủ nghĩa nó xưa như trái đất và bây giờ này mang ra này, này đấu chọi với bà Hillary thì làm sao thắng được. Nhưng mà lạ cái là khi ông ta xuất hiện ông ta nói chuyện và đồng thời cái giới trẻ của Mỹ này họ rất là thích ông à, cho nên vì vậy mà nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái khoảng cách của giữa bà Hillary với lại Sanders nó quá xa. Nhưng mà mỗi một ngày thì người ta lại thấy thấy là ông Sandy lại càng rút cái khoảng cách gần với bà ấy đi. Đó là một cái chuyện đảng Dân Chủ. Còn đảng Cộng Hòa thì là càng bết nữa. Đảng Hòa thì cũng không có một nhân vật nào có thể sáng giá để so với bà ấy nữa. Người ta nghĩ rằng cái gia đình Reb Bush là gia đình coi như thế là gia đình chuyên đã cung cấp cho nước Mỹ tới hai tổng thống. Coi như gia đình hoàng Đúng hoàng tộc rồi. tộc Thì thường là cậu ống chép bút thì coi như là ngon lành rồi thì cũng được rồi ra mà trớt quốc à, dễ ẹt à. nó khổ á. Nhưng mà khi bắt đầu trong lúc đó thì trong đó là hình như nó 16 17 Mười người đi sáu ra người. mà thì khi trong một thời gian đó người ta thấy rằng là lúc đó này cái ông Donald Trump đó thì họ chưa ai biết ông là gì, chỉ ngoài biết ông là một cái gọi là Người tỷ phú. tỷ phú. Người ta nói ông này đó là có lẽ tiền nhiều quá muốn ra ứng cử để đốt tiền Vâng đúng, tranh. người ta cũng chỉ nói như vậy thôi, bảo anh này thì tổng thống cái gì mà cái ông này chuyên môn mà ăn chơi không vá vợ ngon lành ông này biết Không, cái ở gì. trên cái này là anh phải nói cho rõ tội nghiệp ổng nghe, cái nào tôi binh là tôi binh. Ông ba bà nhưng mà mỗi người mà thôi có chứng thư hôn thú đi vọt sự đàng hoàng vâng chứ vâng không phải như là bà lớn bà vâng nhỏ. vâng vâng cái đúng rồi. Thì bây giờ như vậy trong cái vấn đề đó, đó thì người ta thấy rằng là ông Donald Trump chẳng là cái gì cả. Thế mà cuối cùng ra thì tự nhiên là ngựa về ngược. Thế cuối cùng ra thì cái ông Jeb Bush thì tự nhiên bị văng ở đầu tiên rồi tiếp tục đến các cái xong rồi Ted Ông Cruz thắng luôn 16 người. 16 người. Người ta bảo lạ lùng một cái ông này cái chuyện nó ngựa về ngược hơi lạ. Nhưng mà về sau thì khi càng ngày càng dần đến thì tức là ông ấy là một người một ngựa, nghĩa là đánh bại 16 người. Trở thành một ứng cử viên tổng thống Cộng hòa, tức là ông ấy một mình vừa chỉ bước lên đài vũ vũ đài chính trị một cách hiên ngang. À, còn cái bà như vậy trong trường hợp đó thì người ta tưởng là ông Trump thì cũng chẳng thể nào mà thắng được cái bà Hillary. Nhưng mà tự nhiên trong một cuộc đời gió đổi chiều, bà Hillary đầu tiên đó thì tự nhiên trong cái thời gian mà cùng còn tranh đua với ông Sanders đó, người ta bảo tại sao ông Sanders thua xa như vậy mà ông cứ bám. Thì ra là ông nghĩ rằng là cái bà này có vấn đề. Là có nghĩa rằng là ông ấy hy vọng rằng cái email mà FBI sẽ cho bà ấy nghĩa là rớt đài và ông ấy tự nhiên ông được làm ứng cử viên. Nhưng mà không ngờ rằng lại có cái chuyện hình như là ông Clinton có một lần có ghé thăm cái bà gì đó phải không? Nghĩa là đại khái cái email nó FBI nói rằng ổng nghi vậy nhưng mà FBI nói là không có truy tố bà Hillary, bà thoát được một cái nạn, Vâng. bà thoát được cái nạn. Vâng.
Nhưng mà cái nạn này trong nội bộ xì ra, cái anh WikiLeaks chơi rất là độc. Anh bung ra một số email của những cái người mà có thần có thế trong đảng Dân Chủ á, nghĩa là kết hợp lại với nhau đánh ông Sanders để đưa bà Hillary lên. Và cái người chủ tịch toàn quốc của đảng Dân Chủ đó, nghĩa là bị, có thể nói bị mất uy tín, phải rút, phải xin từ chức liền. Cái đó là cái bà Hillary bị một cái gáp đầu tiên. Gáp đầu tiên nghĩa là trong đảng Dân Chủ thì trên nguyên tắc cái đảng á, nghĩa là tài giúp đỡ cho những cái người của đảng ra ra để cho đảng viên đồ nhận định đằng này đó, thì có thể nói là thượng đội hạ đạp, đội bà Hillary lên, hạ ông Sanders xuống. Cái chuyện đó bung ra trước đại hội đảng, WikiLeaks bung ra, thưa với quý vị, bà cái cô, cái bà mà chủ tịch toàn quốc của đảng Dân Chủ từ chức, thì coi như bà kẹt một cái rồi. Nhưng mà sau cùng đó thì bà cũng là cái người được coi như chỉ định là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Bây giờ mình đừng đi xa quá rồi. Bây giờ đó thì anh cho biết coi, cái bệnh của bà là cái bệnh gì? Đấy là cái chuyện về vậy mà. Hiện bây giờ đó thì trong cái vấn đề đó thì ông Trump có đưa ra cái vấn đề cái sức khỏe của bà Hillary. Mấy đứa bảo không, tôi khỏe lắm, tôi có không có cái bệnh gì cả. Thế đột nhiên cái ngày 11 tháng 9 vừa qua đó, thì trong kỷ niệm 15 năm khủng bố, thì tự nhiên từ lúc cái khai mạc từ lúc 7 giờ thì tự nhiên đến 9 giờ rưỡi thì tự nhiên người ta thấy có một sự ồn ào là hai người dìu bà Clinton ra xe. Người ta mới thấy rằng à có vấn đề. Thì lúc đó cái ở bên bề hướng đi mà nó không có chuyện gì, hôm nay bị say nắng, bị say sẩm, đối tí không ăn thua gì cả. Thế là bắt đầu mới đưa bà ra. Bà đưa ra thì cái hình ảnh như bác Vy Anh nói rằng là như bà ấy muốn chụm hai người phải kè hai bên. Đấy, cái hình ảnh quý vị thấy là hai kè hai bên rõ ràng là có vấn đề rồi. Nhưng mà đặc biệt đó lại là đáng nhẽ là phải đưa đi nhà thương đúng không? Nhưng mà tại sao mà lại đưa về nhà thì bác có... Gần nhất. Nhà gái mà. Vâng. Nhà gái. Bởi vì lúc đó có bác sĩ riêng. À. Trời ơi, mấy người này biết 5-3 bác sĩ chứ đâu phải 1-2 người. Dạ. À, có bác sĩ riêng. Thì ban đầu cận vệ nói bà say nắng mất nước thôi. Nhưng mà sau khi bác sĩ về tới nhà đứa con gái coi lại đó, thì rõ ràng bà bị cái bệnh nặng à, thưa quý vị, viêm phổi. Viêm phổi. Thì nhưng mà sau khi về tới nhà đó này kia thì bà cũng còn vận động tranh cử, bà ôm bà hung đứa trẻ và chào khán thính giả, thưa với quý vị, người ta mới trách bà, trời đất ơi, bà viêm phổi rồi mà bà ôm bà hung đứa con nít rồi nó lây người ta làm sao, anh thấy không, vận động mà không khéo trở thành bị phản tác dụng, đó là cái thứ nhất. Nhưng mà anh cho tôi thêm, phải nói là ông Trump là một cái người ứng cử viên có thể nói là biết sử dụng cái thời cơ. Ông thay vì ông tấn công bằng cái vấn đề sức khỏe mà giấu giếm của bà Hillary thì ông không dám tấn công, mà ông tỏ ra mã thượng. Tỏ ra mã thượng. Bà nói ông cũng có nghe là cái sức khỏe của bà cũng không tốt. Nhưng mà cái điều mà ông mong muốn nhất là bà làm sao có sức khỏe để mà có cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông với bà. Mà cái cuộc tranh luận này đó, ông nói tôi không muốn có một cái người moderator, tức là cái người điều họp. Bởi vì có thể người điều họp đó hỏi thiên vị ghè người này nâng người kia. Ông muốn nói là cái không có moderator giữa hai người mà thôi. Đó. Rồi, ông nói cái sức khỏe của bà Hillary đó thì hồi đó giờ tôi cũng có nhắc, nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó tôi cầu mong cho bà ma mạnh. Yeah. Để chi? Để tham dự cái đó, như tham dự cái cuộc mà tranh luận như tôi. Ừ. Thưa anh. Nhưng mà lại có một cái tờ báo đó, họ lại nói rằng là đúng sự thật là ông Donald Trump là muốn bà Hillary khỏe mạnh để tranh cử. Bởi vì sao? Ông bảo nếu mà bà Hillary mà bà ấy bị vì lý do gì phải thay thế một người khác thì ông ấy khó thắng lắm. Ông, người ta nói như vậy. Vậy thì bây giờ chỉ có bà Hillary thì ông mới đánh bại được. Thứ nhất tôi có, vì hiện nay đang là âm suy này. Âm suy thứ nhất là vấn đề email này. Thứ hai là
Clinton Foundation này, và cái thứ ba là sức khỏe. Thì mà sức khỏe những... quan trọng. Người ta mở ra một cái vấn đề nữa, thì người ta nhớ hồi đó đó, hồi còn làm ngoại trưởng đó, bà có một kỳ bà bị có thể cái cục máu ở trên óc ngay cái trung tâm mà gọi là thần kinh để nói chuyện, bà đớ lưỡi bà nói không được. Sau đó dường như bà có mổ. Mà nếu là tổng thống anh thấy mà đã có mổ óc rồi. Tôi nhớ chỗ này xin phép cho tôi trình bày một cái chuyện vui vui. Hồi chúng tôi làm dân biểu Hạ viện ở tại Sài Gòn. À, anh dân biểu Ngô Công Đức ở tỉnh Trà Vinh, anh có cái tờ báo gọi là Tinh Sát. Thưa, tờ báo đó là đối lập dữ dằn mà. Thì khi tổng thống Thiệu mà sắp sửa ứng cử đó, thì tổng thống Thiệu chúng ta thấy ông cũng lớn tuổi rồi, cái đầu bạc mà bạc ngay chân giữa cái sái trước, cái xoái trước, nó chơi tờ Tinh Sáng, nó đưa cái tin ra hết sức là nguy hiểm. Tổng thống Thiệu, thưa với quý vị, bị ung thư não. Quý vị thử tưởng tượng một ông tổng thống mà ung thư não làm sao là làm việc được. Nhưng mà phải nói lúc đó cái phủ tổng thống, những cái người làm mà gọi là truyền thông rất là giỏi, họ không có trả lời bài báo đó và cũng không có tịch thu bài báo đó, bởi vì họ biết rằng nghĩa là tờ Tinh Sáng muốn lợi dụng cái tin đó để chi, để cho tổng thống trả lời, thì coi như một ông tổng thống mà trả lời cho tờ báo thì tờ báo nghĩa là đó có trọng lượng. Anh thấy sao? Tổng thống bên cái phủ tổng thống không trả lời. Tôi nhớ nhiều người dân biểu phò của tổng thống Thiệu ở trong quốc hội phải trả lời chứ, trời ơi, cái không nói mình. Nhưng mà bên kia người ta im lặng, một cái im lặng hết sức khôn ngoan. Thì tôi thấy trong cái vụ mà này thì bà Hillary đó, sau khi mà biết là bị viêm phổi, công bố công khai là viêm phổi, bác sĩ riêng của bà, nhưng mà nói đã bình phục rồi. Tuy nhiên bà cũng nghỉ 3 ngày liên tục, bà xin nghỉ 3 ngày, bà hủy cái chuyến đi xuống thành xuống cái tiểu bang California để mà vận động. Thưa với quý vị, còn một cái chuyện thứ hai nữa, tổng thống Obama tôi nhớ có một cái kỳ ổng dùng cái chiếc Air Force One, ổng chở bà Hillary, sau khi mà được tin là bà Hillary vô tội vì cái vấn đề email, ổng chở bà Hillary đi vận động ở một cái tiểu bang ở miền Trung. Kỳ này bà Hillary bị bệnh nên gọi là nghỉ 3 ngày, ổng xách chiếc Air Force một mình đơn thương độc mã đi xuống California đi vận động giùm cho bà Hillary. Tôi cũng có theo dõi cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, một số bầu cử, nhưng mà tôi chưa thấy ông tổng thống nào làm cái chuyện mà có thể nói lạ lùng như vậy anh ạ. Bởi vì mình là tổng thống, đúng mình thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng mà khi đóng cái vai trò tổng thống, đóng dùng cái phương tiện của hành pháp để mà lo cho dân, thì mình là tổng thống của toàn dân, chứ không có lấy phương tiện của nhà nước nói chung mà đi ủng hộ, đi vận động cho một, thứ nhất là đi vận động cho một cái ứng cử viên nào. Thưa anh, trong cái vấn đề mà sức khỏe của bà Hillary đó, bây giờ người ta nói là không biết rằng là bà ấy còn bệnh gì nữa không, hay có, vì người ta cứ giấu nhẹm nữa, người ta chả hiểu rằng bây giờ trong khi đó, đó thì người ta nói rằng lúc đó thì vừa mới xỉu thì ta bảo rằng ấy là người mất nước, xong rồi cuối cùng ra ngày mai nói rằng là bị viêm phổi. Mà rồi cuối cùng ra thì người ta có nói đặt vấn đề này, bà ấy còn nhiều bệnh lắm. Chẳng hạn như thế này, cuối năm 2012, bà Hillary té xỉu bị chấn thương ở đầu. Cuộc điều trần về Benghazi phải hoãn lại chờ bà khỏe hơn. Đầu năm 2013, bác sĩ khám phá ra máu đọng trong đầu. Đây là lần thứ ba bà bị máu đọng. Hai lần trước là 1998 và 2009. Lần này phải mổ và sau đó bà ra điều trần quốc hội phải đeo một loại kính đặc biệt để giúp điều chỉnh thị giác của bà. Cho đến nay bà vẫn phải uống thuốc loãng máu. Sau đó bà hay bị vấp ngã, có lần ngã lọi cùi chỏ. Tin mới nhất gần đây bà cũng bị bệnh mũi, phải mổ, nhưng chuyện này đã bị giấu nhẹm. Anh, cái tin đó, cái nguồn tin anh ở đâu vậy?
báo nào nói? Cái nguồn tin đấy là ông Vũ Linh, ở trong cái ấy ông ấy tìm tất cả những các cái tài liệu của ông Vũ Linh đó, tức là cái người tìm tin thôi, nhưng mà cái tin xuất phát từ cái gì, cái đó chúng ta phải kiểm soát lại, hay anh ha? Anh đồng ý tôi không? Bởi vì tin tức phải rất là chặt chẽ. Thưa quý vị, bác sĩ của một số báo chí đòi hỏi ai ứng cử viên tổng thống phải trình bày cái hồ sơ bệnh lý tối thiểu là 2 năm. Thì hai người đều trình hết. Bác sĩ của bà Hillary, thưa quý vị, gặp bà có 5 phút đồng hồ rồi đưa ra một cái gọi là một cái báo cáo y tế là sức khỏe bà tuyệt mỹ. Còn bên phía ông Hillary, ông Trump cũng có gặp 5 phút đồng hồ thôi, bác sĩ riêng mà, thì nói là câu sức khỏe ông cũng toàn mỹ. Thưa với quý vị tin mấy cái lời đó của bác sĩ không? Chánh trị có nhiều khi người ta ai học luật thì nhớ, nơi nào mà chánh trị vào thì công lý đi ra, chân lý đi ra. Mà bây giờ cái này hết sức là chánh trị, thành ra chúng tôi thấy nghĩa là cái chuyện mà đòi hỏi của quần chúng rất là đúng. Ra ứng cử thì phải trình bày tài sản, phải trình bày cái sức khỏe của mình. Bởi vì thưa quý vị, ai cũng biết là Hoa Kỳ này, cái vấn đề sức khỏe, cái bệnh lý đó là cái privacy chỉ bác sĩ mình biết thôi. Chưa chắc bà xã mình mà đòi hỏi cái coi cái đó mà người ta cho, nhưng mà đòi hỏi như vậy thành ra hai bên trình bày là mà cái hồ sơ đó thưa quý vị chỉ có 5 phút là của còn riêng ông Trump cũng có trình rồi, mà ông nói ông thật thà khai báo, ông nói tôi coi vậy chứ tôi dư cân, dư cân. Thứ hai nữa là tuy nhiên tôi không có chậm chạp, tôi đánh gôn rất là tuyệt mỹ, chứ còn ông bác sĩ nói ông là sức khỏe hoàn chỉnh thôi. Ông ấy có một lần ông còn trả lời thế này, người ta hỏi rằng thế thì ông nhà thương lần nào ông bảo có, và lần nào lúc 11 tuổi tôi cứ vào nhà thương một lần và 60 năm vừa qua tôi không vào lần nào. Đấy. Đó là cái tình hình sức khỏe. Bởi vì thưa với quý vị anh em, tôi bỏ thì giờ ra phân tích rất lâu, bởi vì ông tổng thống là một cái người có thể nó làm việc có nhiều khi nó căng thẳng vô cùng. Thưa với quý vị, thí dụ quý vị nhớ kỳ ông Obama và như bà Hillary Clinton với một số hội đồng an ninh quốc gia nhìn cái toán gọi là toán người nhái số 6 mà đi tấn công Bin Laden không? Nghĩa là ai cũng có mắt, nghĩa là như đứng trồng vậy đó, và hả không ra theo dõi. Tôi nhớ bà, tôi thấy cái hình ảnh của bà Hillary lúc bây giờ tôi rất là tội, bởi vì bà đàn bà mà bà phải theo dõi cái chết của những người quân nhân dễ như ăn cháo vậy đó, bởi vì vô cái vùng địch mà thành ra, hay là quyết định một cái chiến tranh hay hòa bình. Thưa với quý vị, cái thần kinh của cái người mà có thể nói là tổng thống đó, là tư lệnh tối cao của quân lực đó, thưa quý vị, phải nói là cái thần kinh kêu bằng căng thẳng lắm. Căng thẳng như dây thần chịu mới nổi chứ không phải là thường đâu. Bởi vì chúng ta thấy thực sự mà nói, làm tổng thống không phải là chuyện dễ đâu thưa quý vị. Thứ nhất là muốn trở thành một tổng thống quyết định đúng, quyết bảo vệ quốc an dân cho nó đàng hoàng. Xin quý vị đừng rời máy, sau giờ phút thông tin anh em thương chúng tôi sẽ phân tích tiếp.